Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đặc biệt từ Ukraine của Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh. Chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và chúng tôi, anh Nguyễn Văn Khanh, đã có mặt tại Ukraine. Và hôm nay là buổi chiều thứ năm. Buổi chiều thứ năm lúc này chỉ là khoảng trưa ở tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, hay là rất là sớm ở tại California. Nhưng mà chúng tôi với anh Khanh đến đây để mà theo dõi một cái cuộc bầu cử. Rất là nhiều người Hoa Kỳ họ đến đây, họ gọi là họ làm observer, có nghĩa là họ tới, họ nhìn, họ ngó, họ nghiên cứu, hoặc là họ tìm hiểu cái cuộc bầu cử như thế nào và cái nguy hiểm của cuộc bầu cử này có xảy ra hay không. Do đó nên sự hiện diện của chúng tôi và những anh em của đài SBTN đồng ý rằng chúng ta nên có những cái cuộc để mà đi làm những cái phóng sự như vậy rất là quan trọng. Trước hết, chúng tôi xin được tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu rằng là hiện nay cái không khí tranh cử như thế nào và tình hình tranh cử ở tại thủ đô của Ukraine, thủ đô Kiev như thế nào. Dạ thưa anh Khanh. Dạ vâng, trước là từ thủ đô Kiev của Ukraine, tôi là Nguyễn Văn Khanh, một lần nữa xin được gửi lời chào đến quý khán giả của SBTN. Mừng được làm việc chung với lại anh Võ Thành Nhân ở tại Đông Âu. Phải thu thập với lại quý vị khán giả là như thế này. Hai năm trước đây thì thành phố Kiev là một trong thành phố sống động, không phải là chỉ sống động của quốc gia Ukraine mà có thể nói rằng là sống động của cả Âu Châu. Lý do là đây là nơi tổ chức giải vô địch bóng tròn Âu Châu, tức là giải Euro 2012. Hai năm sau này thì cái câu chuyện nó đã đổi khác. Cái sự sống động thì nó vẫn còn. Không thể nói rằng là người dân họ ngưng hoạt động, nhưng mà rõ ràng là cái nét lo âu nó vẫn có. Hồi hai năm trước đây khi mà chúng ta có mặt ở tại đây thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng, tức là cái sự phấn khởi. Bây giờ thì chúng ta lại nhìn thấy cái sự lo âu. Phải nói rõ ràng hơn là như thế này. Giá sinh hoạt tôi được biết rằng là không có tăng, nhưng mà cái mức lo âu chính trị thì là rõ ràng là không ai có thể phủ nhận được, là mỗi một ngày nó mỗi một tăng hơn. Chỉ còn 72 giờ đồng hồ nữa là cuộc bầu cử tổng thống và cuộc tổng tuyển cử diễn ra trên toàn lãnh thổ của Ukraine. Và người dân Ukraine, tất cả mọi người, không ai bảo với ai, nhưng mà họ đều lộ một cái khuôn mặt lo âu. Họ lo âu cho quốc gia của họ, họ không biết là cái câu chuyện gì sẽ xảy ra trước, trong ngày bầu cử, cũng như là sau ngày bầu cử. Ai cũng nhìn thấy rõ ràng là có cái áp lực đến từ phía bên Nga. Thưa với anh Võ Thành Nhân, Liên bang Nga có đưa ra lời cam kết và họ đã thực hiện đúng cái lời cam kết đó, tức là họ đã bắt đầu rút quân. Nhưng mà rút quân không có nghĩa là họ không có thể đưa quân trở lại được. Hồi sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi đến đây thì là tin đầu tiên là tin rút quân. Đến buổi trưa thì chúng tôi nhận được tin là có những cái cuộc giao tranh lẻ tẻ xảy ra ở tại những trạm kiểm soát cho quân đội quân đội Ukraine thực hiện ở tại vùng phía miền đông và miền đông nam của quốc gia này. Thành ra người ta vẫn còn nhìn thấy cái sự lo âu. Cũng phải thưa thêm với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là ngay trong giờ phút này khi mà chúng tôi gửi bản tường trình này đến quý vị thính giả ở tại Hoa Kỳ, thì đừng quên rằng là ở tại St. Petersburg chúng ta biết là có một cái diễn đàn kinh tế Liên bang Nga. Tất cả những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được cho biết rằng là cái số người tham dự năm nay ít hơn cái số người của những năm trước đây tới khoảng từ 50 đến 60%. Nhưng mà đối với người dân Ukraine họ bảo rằng là không, đó là cái chuyện của các nhà kinh tế, các chuyện của các nhà của Nga và chuyện của những nhà hoạch định chính sách. Còn đối với họ thì họ lo âu là không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho quốc gia của họ trong vòng 72 giờ đồng hồ sắp đến, tức là cho đến ngày bầu cử cũng như là sau khi cuộc bầu cử diễn ra. Thưa anh Võ Thành Nhân, và chúng tôi cũng ghi nhận là bên cạnh cuộc bầu cử tổng thống thì tại thủ đô của Kiev cũng có một cái cuộc tranh cử để bầu cái người đô trưởng. Anh Nguyễn Nhân Khanh cũng biết là cũng sẽ có 27 người thị trưởng của các thành phố cũng sẽ ra tranh cử cùng ngày. Và cái không khí tranh cử thì chúng tôi ghi nhận có một điều như vậy nè, không biết anh Khanh có đồng ý không, nó không có nhộn nhịp giống như ở Hoa Kỳ. Mặc dầu người dân rất là quan tâm, nhưng mà có tiền mà họ bỏ ra để tranh cử hay là cái cách của họ vận động tranh cử, chúng ta không thấy nó giống như ở ngoài Hoa Kỳ. Anh Khanh thấy chỉ còn có mấy chục tiếng đồng hồ nữa thôi, nhưng mà nó không có giống như mà chúng ta để ở tại Hoa Kỳ mà chúng ta thường hay đi theo dõi những cuộc tranh cử của các tổng thống hay là của các dân biểu. Tôi nghĩ rằng là điều đó là cái điều hoàn toàn đúng, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là tôi nhìn thấy có cái lý do tại sao mà cuộc tranh cử hay là cuộc vận động tổng tuyển cử của Ukraine năm nay nó khác hẳn với lại những quả ở không phải là chỉ ở Hoa Kỳ hoặc là mà phải nói là ở những quốc gia khác nữa. Lý do là bởi vì Ukraine đang ở trong cái tình trạng chiến tranh và cái sự lo âu của người dân nó khiến cho là cái không khí vận động tranh cử nó trùng hẳn xuống. Người ta biết rằng là người ta phải đi bầu. Người dân Ukraine tôi tin chắc chắn là như là lời họ nói với anh em chúng ta, họ bảo rằng là chắc chắn chúng tôi sẽ rủ nhau đi bầu. Chúng tôi sẽ sử dụng lá phiếu để xây dựng quốc gia của chúng tôi.
Nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng hiểu rằng là không phải là một mình họ muốn gì mà có thể làm được. Bên cạnh họ là có một ông khổng lồ là ông Liên bang Nga. Và cho đến giờ phút này thì họ cũng nhìn thấy rõ ràng, tức là Hoa Kỳ cũng như là Liên minh Âu Châu, tức là EU, vì lý do này hoặc là vì lý do khác, không có thể đưa ra những cái biện pháp cứng rắn so đối với lại Liên bang Nga như là họ mong đợi. Tất cả những người dân Ukraine họ đều bảo rằng là các thế giới cần phải tiếp tục làm áp lực với lại Nga. Nhưng mà họ cũng hiểu rằng là cái áp lực đó là cái áp lực chừng mực, chứ không phải là cái áp lực thật là mạnh mẽ như là họ trông chờ. Thành ra bởi như vậy, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, cuộc vận động tranh cử diễn ra sôi nổi thì có sôi nổi, nhưng mà nếu bảo rằng là nó có một cái vẻ hứng khởi hào hứng như là ở tại Hoa Kỳ hay là những quốc gia khác thì anh Võ Thành Nhân nói rất đúng, hoàn toàn không. Lý do là bởi vì quốc gia này là quốc gia đang chiến tranh, hoặc là ít nhất họ đang đối đầu với là một cuộc chiến mà họ không biết là lúc nào có thể sẽ xảy ra, thưa anh Võ Thành Nhân. Và kính thưa quý vị, lý do thời lượng nên chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Nhưng mà ngày mai chúng tôi sẽ có nhiều hình ảnh và sẽ nói thêm nhiều về những ứng cử viên tổng thống của Ukraine vào ngày mai. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin được cảm ơn Khanh. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào từ Kiev đến quý khán thính giả của SBTN.